đỡ thì chịu bao nhiêu. Một trong những nguyên nhân đó là bà Susan Imbe này, bà người Pháp và là phu nhân của quan toàn quyền Đông Dương của đó là ông Jean Le Cou, thì trên đường và đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt này bà bị tai nạn giao thông ở gần Thạch Tre, sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu trong bệnh viện Đà Lạt và qua đường ở Đình Chùa Bê. Thì bà là ân nhân của nhà thờ, ân nhân của các sư. Đây là cái mộ của bà. Bà mất 16 tháng Giêng năm 1944 khi bà mới 40 tuổi. Hai ông bà không có người con nào hết và khi bà qua đời thì không có mặt ông ở Việt Nam. Rồi sau đó ông qua nhưng mà ông người Pháp thì ông lại chết ở bên Pháp. Hiện bây giờ thì lâu lâu có miếng vị cháu của hai ông bà qua cái mộ và sử dụng cái mộ đơn giản người ta sống với chúng ông. Người ta thích làm một cách đơn sơ, người ta trung âm người ta. No. Đây là Thánh Minh Sơn Paulo và Thánh Luigi Serena nhé, là hai đấng thánh đã sáng lập ra tu hội của các sơ ở đây, gọi là tu hội nữ tử Bác Ái. Thánh Minh Sơn Paulo được thành lập vào thế kỷ thứ 17 với mục đích là phục vụ Chức Linh Sư Kitô nơi những người nghèo khổ nhất trong xã hội này. Nói chung là các sơ làm những công việc từ thiện Bác Ái, nhà chính là 42 quốc sư quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là những sơ bên khác là chính cái nhà thờ này. Đức mẹ Maria đã hiện ra một chị nữ tu tên là Catherine Lauré năm 1830. Đây là những lần chúng mẹ hiện ra. Thì cái phòng đó là viết lần chị đi. Đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 1830 đức mẹ. Đây là con chị gì đấy chị? Đức mẹ hiện ra với một chị nữ tu trong nhà dòng của các sở bên Pháp tên là Caterina Mori. Chị được chuyển phúc để hai bàn tay trên đầu gối của Đức mẹ và nói chuyện với Đức mẹ hơn 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì thời kỳ đó là cái thời kỳ mà nước Pháp đang chiến tranh loạn lạc. Cho nên Đức mẹ đã hiện ra để củng cố cái niềm tin của họ. Và Đức mẹ trao cho chị cái sứ mạng xin làm một cái thực ảnh Đức mẹ như thế này. Gọi lại Đức mẹ ban ơn. Một mặt thì Đức mẹ đang xòe tay ra, có nghĩa là những ơn phước Đức mẹ sẽ ban cho tất cả những ai kêu cầu đến Đức mẹ. Và cái mặt kia thánh giá là Chúa Giêsu, chữ M là mẹ Maria. Hai trái tim của Chúa và trái tim của mẹ nói lên tình yêu bao la của Thiên Chúa và mẹ Maria dành cho nhân loại. 12 ngôi sao là giáo hội Công giáo được Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng 12 thánh tông đồ, và cái người đầu tiên là Thánh Phêrô. Lần thứ hai Đức mẹ hiện ra với chị vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm 1830. Khi chị đang cầu nguyện thì chị thấy Đức mẹ đứng trên quả địa cầu, hai tay cầm quả địa cầu dân thế giới lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhân loại. Và Đức mẹ hứa tất cả những ai mang cái ảnh này và cầu nguyện sốt sáng với câu khi là mẹ Maria vô những nguyên tội xin gọi cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ, thì mẹ sẽ ban nhiều ơn cho. Và đây là cuộc đời của thánh nữ Catherine Mangini. Hồi còn nhỏ chị có một lòng yêu mến Đức mẹ lắm, cho nên khi 9 tuổi người mẹ chị qua đời thì chị đã ôm lấy ảnh Đức mẹ và nói từ nay đi mẹ sẽ là mẹ của con. Đây là cái nông trại của gia đình, sống bằng nghề chăn nuôi, cho nên chị rất là vất vả cực khổ với công việc nhà. Khi 21 tuổi chị xin phép người cha đi tu, nhưng mà người cha không cho phép đi, bởi vì nếu đi thì công việc nhà không ai lo. 3 năm sau ông đổi ý và đồng ý cho chị đi tu. Chị được nhận vào tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Minh Sơn Paulo ở 140 Rue du Bac tại Paris, nước Pháp. Và khi ra sơ rồi thì chị được sai đến phục vụ các ông bà già ở viện dưỡng lão rơi như này hơn 45 năm trong âm thầm và khiêm tốn. 70 tuổi thì chị qua đời. Trước khi liệm thì nhà dòng mặc lại cái tu phục khi chị vô nhà tập để ghi nhớ cái việc Đức mẹ hiện ra. Và khi chôn được 56 năm, bốc mộ lên thì khám phá ra cái thi hài của chị vẫn còn y nguyên. Chị được phong thánh ngày 27 tháng 7 năm 1947 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Hiện bây giờ 141 năm, không ướp gì hết. Mà cái xác chị vẫn còn y nguyên, được để trong lồng kính và để dưới chân bàn thờ Đức mẹ ở 140 Rue du Bac tại Paris, nước Pháp. Và đây, xin lỗi các. Và đây là cái phòng cái sư dành cho tất cả những ai muốn xin cái sư cầu nguyện. Không phân biệt tôn giáo nào hết, chỉ cần viết cái tên vào tờ giấy và viết cái ý nguyện. Ví dụ như xin gia đình bình an, khỏe mạnh, công ăn, việc làm, ổn định, hoặc bất cứ một yêu cầu nào thì được xin cái sư đọc lên cái sư cầu nguyện.